Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dù tăng trưởng ấn tượng nhưng Việt Nam vẫn là nước có thu nhập trung bình thấp. Ngày 19 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin, Việt Nam là nước thu nhập trung bình thấp 10 triệu đồng một người một tháng là diện giàu. VOA dẫn dữ liệu trên trang web của Ngân hàng Thế giới mới đây cho hay, Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp trong năm tài chính 2024. Nền kinh tế thuộc diện thu nhập trung bình thấp là nơi có tổng thu nhập quốc dân GNI trên đầu người nằm trong khoảng từ 1.136 đô la đến 4.465 đô la mỗi năm, được Ngân hàng Thế giới tính toán theo phương pháp mà họ gọi là Atlas. VOA cho biết, các ước tính về GNI được các nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới đưa ra chủ yếu dựa vào dữ liệu chính thức được các nước công bố. Theo đó, trung bình, mỗi người Việt đạt được GNI là 4.010 đô la hồi năm 2022, tăng hơn 18 lần, từ mức 220 đô la hồi năm 1989. Trong hai thập niên cho đến năm 2009, Việt Nam là nước có thu nhập thấp. Từ đó đến nay, Việt Nam tiến lên được một bậc, thành nước có thu nhập trung bình thấp. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cũng cho biết, trong cùng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 6 về GNI đầu người, dưới Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia, trong khi ở trên Philippines, Lào, Campuchia và Myanmar. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy Singapore và Brunei thuộc nhóm thu nhập cao, với GNI đầu người năm 2022 lần lượt là 67.200 đô la và 31.410 đô la. Malaysia với GNI đầu người là 11.830 đô la, cùng với Thái Lan 7.230 đô la và Indonesia 4.580 đô la. Đều thuộc nhóm thu nhập trung bình cao, Philippines 3.950 đô la, Lào 2.310 đô la, Campuchia 1.690 đô la và Myanmar 1.270 đô la, cùng nằm trong nhóm thu nhập trung bình thấp với Việt Nam. Theo VOA, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, cũng là nước láng giềng khổng lồ cùng ý thức hệ cộng sản với Việt Nam, có thu nhập trung bình cao với GNI đầu người là 12.850 đô la. Quy đổi theo tỷ giá trung bình của năm 2022, mức GNI đầu người 4.010 đô la của Việt Nam tương đương khoảng 96 triệu đồng hay 8 triệu đồng một người một tháng. VOA dẫn truyền thông nhà nước Việt Nam các trang tin như Dân Trí, Cà Phê F, Truyền hình Quốc hội, ngày 17 tháng 4, lấy nguồn tin khảo sát của Tổng cục Thống kê Việt Nam, cũng về năm 2022 mới được công bố cho thấy người có thu nhập trên 10 triệu đồng một chút mỗi tháng được thuộc diện giàu có. Hình ảnh Việt Nam có rất nhiều người nghèo dù kinh tế luôn ở mức tăng trưởng ấn tượng. Cũng theo Dân Trí, Cà Phê F, Truyền hình Quốc hội tường thuật, trích dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho hay, nhóm hộ giàu nhất, tức là nhóm gồm 20% dân số giàu hàng đầu Việt Nam, có thu nhập bình quân một người mỗi tháng đạt 10,23 triệu đồng, con số đó cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất. VOA cho biết thêm, tính trung bình trên toàn quốc, thu nhập bình quân của một người mỗi tháng hồi năm 2022 là 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm phần trăm so với năm trước đó. Con số thu nhập nêu trên cao hơn mức chỉ tiêu trung bình trên đầu người mỗi tháng trong cùng năm, theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Mức chi tiêu bình quân theo đầu người một tháng trên cả nước xấp xỉ 2,8 triệu đồng, ở thành thị là 3,3 triệu đồng, ở khu vực nông thôn là 2,5 triệu đồng. Được biết, các chuyên gia trên thế giới từ lâu đã cảnh báo Việt Nam về việc rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Giáo sư Kenichi Ono thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản từ 10 năm trước đã chỉ ra các dấu hiệu cho thấy Việt Nam có khả năng rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Đó là, thứ nhất, tăng trưởng GDP của Việt Nam chậm lại. Thứ hai, năng suất lao động kém. Thứ ba, chuyển dịch cơ cấu chỉ mang tính hình thức. Thứ tư, Việt Nam đã bị trì trệ trong các bảng xếp hạng toàn cầu. Và thứ năm, là Việt Nam đang gặp các vấn đề nảy sinh do tăng trưởng như ô nhiễm, tham nhũng, bong bóng bất động sản, chênh lệch giàu nghèo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Dù tăng trưởng ấn tượng nhưng Việt Nam vẫn là nước có thu nhập trung bình thấp. Cổ phiếu VinFast xuống vùng 2 đô la vì nhiều thông tin bất lợi, nhà máy ở Mỹ dừng xây dựng. Ngày 18 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin, cổ phiếu VinFast lần đầu xuống vùng 2 đô la,
có tin việc xây nhà máy ở North Carolina bị đình trệ. Theo đó, mỗi cổ phiếu của hãng xe hơi điện Việt Nam VinFast chỉ bằng 2,72 đô la, thấp nhất từ lúc lên sàn đến nay, khi thị trường Nasdaq ở Mỹ chốt phiên giao dịch hôm 17 tháng 4. Cùng ngày, một số trang tin Mỹ cho hay việc xây nhà máy của VinFast ở bang North Carolina bị đình trệ, hãng tính thu nhỏ quy mô. Theo quan sát của VOA, so với ngày hôm trước, cổ phiếu mã VFS của VinFast mất đi hơn 11% giá trị và là phiên thứ tư liên tiếp bị giảm điểm. Hình ảnh bản tin trên VOA. Mức vốn hóa thị trường của hãng xe thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng co lại, rớt xuống thấp kỷ lục vào ngày 17 tháng 4, chỉ còn là gần 7,2 tỷ đô la. VOA nhận xét, con số đó thể hiện cú rơi tự do tới 92% kể từ ngày đầu tiên hãng lên sàn vào tháng 8 năm 2023, với mức giá chốt phiên hôm đó là hơn 37 đô la một cổ phiếu và vốn hóa đạt khoảng 85 tỷ đô la. Khi đó, nhiều tờ báo trang tin Việt Nam ca ngợi hãng xe của ông Vượng vượt qua cả những hãng xe lâu đời danh tiếng của Mỹ và thế giới. Như VOA đã đưa tin, đà đi xuống của VFS diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin không thuận lợi, gồm nhu cầu chung về xe điện toàn cầu chậm lại, các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc tăng hoạt động ở Việt Nam, bản thân VinFast lỗ và nợ nhiều tỷ đô la và ít nhất là 5 công ty luật Mỹ đang theo đuổi vụ kiện VinFast. Giờ đây lại có thêm tin là việc xây nhà máy của họ ở Mỹ đang bị đình trệ và hãng tính thu nhỏ quy mô. Cổ phiếu VFS đang trên đà chạm đáy 2 đô la trên mỗi cổ phiếu. VOA dẫn hai trang tin có trụ sở tại bang North Carolina đưa tin hôm 17 tháng 4 rằng việc xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang này theo kế hoạch của VinFast bị đình trệ sau 9 tháng kể từ ngày động thổ. Hãng đệ trình kế hoạch mới lên chính quyền quận hạt Chatham trong bang, theo đó sẽ giảm 20% diện tích móng. Hai trang tin Mỹ mô tả ở thời điểm ngày 17 tháng 4 dường như không có gì được hoàn tất thêm tại địa điểm xây nhà máy kể từ lễ động thổ. Quận hạt Chatham nói rằng không có hoạt động xây dựng nào được tiến hành cho tới khi có giấy phép mới được cấp cho việc điều chỉnh móng. VOA dẫn tường thuật của hai trang tin này cho biết Chủ tịch VinFast bà Lê Thị Thu Thủy khẳng định với các nhà đầu tư trong một cuộc họp qua điện thoại hôm 17 tháng 4 rằng dự án ở North Carolina vẫn tiếp tục. Chúng tôi vẫn đúng tiến độ để bắt đầu hoạt động vào trong khoảng cuối năm sau, bắt đầu tuyển dụng nhiều nhân viên và đi vào hoạt động vào cuối năm sau, nhưng có lẽ phải mất vài tháng mới hoạt động toàn bộ. Lễ động thổ xây dựng nhà máy VinFast ở North Carolina. VOA cho biết VinFast từng dự định đi vào sản xuất ở North Carolina vào mùa hè năm nay, nhưng đã lùi kế hoạch sang cuối năm tới. Họ nói rằng nhà máy của hãng sẽ có công suất 150.000 ô tô điện một năm trong giai đoạn 1. Cả bang North Carolina lẫn quận hạt Chatham hiện dành các khoản ưu đãi tổng cộng 1,2 tỷ đô la cho dự án của VinFast. VOA dẫn một báo cáo vừa được công bố của Kelley Blue Book, một hãng nghiên cứu thị trường xe hơi Mỹ. Theo đó, doanh số bán xe của VinFast ở Mỹ đạt gần 930 xe trong quý 1 năm 2024, chỉ chiếm thị phần 0,3% trong gần 269.000 ô tô điện bán ở Mỹ cùng thời điểm. Với kết quả này, VinFast đứng gần cuối bảng xếp hạng ở vị trí số 23 trong tổng số 26 hãng xe điện mà Kelley Blue Book tổng hợp dữ liệu. Theo VOA, giới quan sát nêu câu hỏi với doanh số nhỏ giọt như vậy, không rõ liệu VinFast có tiêu thụ hết sản lượng 150.000 xe mỗi năm mà họ dự kiến sẽ sản xuất ở Mỹ hay không. Vẫn theo VOA, VinFast lỗ tổng cộng 5,7 tỷ đô la chỉ trong 3 năm trở lại, trong khi tổng nợ cả ngắn hạn lẫn dài hạn lên tới hơn 8,2 tỷ đô la trong năm ngoái, tăng hơn 30% so với năm kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin cổ phiếu VinFast xuống vùng 2 đô la vì nhiều thông tin bất lợi, nhà máy ở Mỹ dừng xây dựng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.